Vâng, cơ sở Lâm Mong em xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác đang theo dõi video của cơ sở bên em ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì xin phép thông báo tới các bác thì bên cạnh nhà em là một cơ sở chuyên sản xuất chân tầng ong nội miền Bắc cũng như là cung cấp đầy đủ các cái vật tư nuôi ong. Thì cơ sở bên em có phục vụ toàn thể các bác về những cái dụng cụ nông nghiệp. Đấy, tiêu biểu là cái khay mạ này và các cái loại khay bầu ươm cây giống. Thì video này em xin phép thông báo cho các bác thôi. Thì ở những video sau có thể là em sẽ giới thiệu chi tiết. Và em có làm thêm một cái kênh chuyên về các cái dụng cụ nông nghiệp và các loại khay mạ, khay bầu ươm cây giống. Thì em để cái phần link ở cái phần mô tả, các bác có thể kéo xuống cái video phần mô tả, em sẽ để đường link đấy, các bác kích vào đấy, các bác có thể là vào cái kênh đấy, các bác đăng ký ủng hộ kênh cũng như là bật nút chuông lên để nhận thông báo về các cái video em sẽ giới thiệu về cái chất liệu cũng như là cách sử dụng về các cái mẫu khay bầu ươm. Ở đây thì nhà em có loại 60 lỗ, 70 lỗ, 100 lỗ, 120 lỗ và đặc biệt là cái khay mạ. Thì cái khay mạ này thì ở Bắc Giang em đã sử dụng được khoảng 25 nay rồi. Nói chung là cái năng suất nó rất là tốt. Để cũng muốn làm một cái video hoặc là làm thêm cái kênh để giới thiệu cũng như là chia sẻ tới các bác khác. Rất là nhiều nơi các bác vẫn còn chưa biết về cái khay mạ này và những cái mẫu bầu ươm cây giống, thì các bác có thể là vào xem video và đặt hàng để cơ sở bên em có thể được phục vụ các bác. Và bên em thì luôn là ship code COD toàn quốc các bác nhé, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán đó. Thực ra thì thời buổi hiện nay thì về làm nông nghiệp ở Việt Nam chúng ta thì cũng được cải tiến lên về máy móc, tham gia vào sản xuất cũng bớt được cái công sức của người nông dân đi. Thế nhưng mà một số nơi các bác không thể đưa được máy móc vào thì các bác có thể áp dụng đấy những cái cách sử dụng về những cái khay bầu ươm cây này và khay mạ này, thì nó sẽ giúp các bác là làm nó nhàn hơn này, và cái năng suất của cái giống cây trồng các bác sau này khi mà được ươm trên cái khay mạ cũng như là các cái mẫu khay bầu ươm nó được nâng lên rất là nhiều các bác nhé. Đó, đấy là chia sẻ các bác một chút thôi. Và video này thì xin phép là tạm dừng các bác. Ở những video sau thì em sẽ giới thiệu hướng dẫn chi tiết hơn. Các bác ủng hộ cơ sở bên em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.